Quả bóng vàng là giải thưởng cao quý được tạp chí France Football thành lập, chọn trao cho cầu thủ xuất sắc nhất bóng đá thế giới trong một năm dương lịch. Tuy nhiên, kể từ mùa giải trước, nó đã được tính trong một mùa giải. Xét theo tiêu chí này, kết quả đã có những tác động lớn. Người được hưởng lợi chính là Karim Benzema. Giả sử áp dụng theo cách tính cũ, thì anh sẽ phải chờ đến khi World Cup 2022 kết thúc mới được chốt phiếu bầu quả bóng vàng. Và khi ấy, tiền đạo người Pháp sẽ khó có lần đầu tiên trong sự nghiệp được vinh danh. Nhưng cái lợi của Benzema lại là cái thiệt thòi của Erling Haaland, cũng giành Champions League, thậm chí là còn giành cú ăn bà và giành chiếc giày vàng châu Âu. Song giới chuyên môn tin rằng cơ hội giành quả bóng vàng của Haaland chỉ là cái nịt. Lý do cho sự khác biệt giữa Haaland và Benzema nằm ở việc chiến dịch World Cup 2022 được tính vào mùa giải 2022-2023. Và vì thế, màn trình diễn hào hạng của Messi đang đè bẹp những gì mà Haaland làm được. Hiện tại, tỷ lệ đặt cược cho khả năng tiền đạo người Argentina lần thứ 8 giành quả bóng vàng là rất thu hút. Theo Oddschecker, Messi hiện được định giá đặt 1 ăn 3 để giành danh hiệu cao quý nhất trong năm của giới bóng đá, tốt hơn Erling Haaland với tỷ lệ đặt 5 ăn 38. Hai đồng đội của Haaland ở Man City là Kevin De Bruyne và Rodri dù xếp tiếp theo trong danh sách này, nhưng tỷ lệ chỉ lần lượt là đặt 1 ăn 50 và đặt 1 ăn 66. Một cái tên khác của Man City là Ilkay Gundogan cũng có tỷ lệ đặt cược là 1 ăn 66. Nhìn qua thôi cũng đủ thấy các cầu thủ của Man City vô vọng đến mức nào. Họ xuất sắc, nhưng chính vì trong một tập thể mà ai cũng xuất sắc nên trở thành mờ nhạt. Ngược lại, Messi là định nghĩa hoàn hảo cho việc gánh team. Argentina của anh chỉ đứng thứ 7 trong giải đấu ở giá trị các ngôi sao chọn đội hình. Bản thân anh cũng đã 35 tuổi. Thế nhưng, Enpulga gánh đội đến với chức vô địch bằng 7 bàn thắng và 3 kiến tạo. Theo tờ Marca, Tây Ban Nha, ngày 6 tháng 9 tới sẽ là ngày France Football chọn ra 30 ứng viên. 170 người bầu chọn, bao gồm các nhà báo đến từ các quốc gia thành viên FIFA, sẽ chọn ra 5 cầu thủ mình muốn và xếp họ vào 5 thang điểm khác nhau, từ thấp nhất 1 điểm đến cao nhất 6 điểm. Người cao điểm nhất sẽ đoạt quả bóng vàng và hai vị trí tiếp theo lần lượt đạt quả bóng bạc và quả bóng đồng. Lễ trao giải quả bóng vàng 2022-2023 sẽ diễn ra vào ngày 30 tháng 10 năm 2023 và lúc này người ta đã bắt đầu định hình được cuộc đua tới giải thưởng cao quý này. Theo đánh giá của tờ Marca, Kylian Mbappe và Erling Haaland sẽ là hai đối thủ chính bởi Messi đoạt chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Argentina, trong khi Haaland thâu tóm cú ăn bà danh hiệu cùng Man City và giày vàng châu Âu, vừa phá lưới Premier League lẫn Champions League với một loạt kỷ lục được xác lập. Mbappe thì có Á quân World Cup với tư cách là vua phá lưới của giải và đoạt chức vô địch Ligue 1 cho PSG với 29 bàn ghi được. Một số nguồn tin còn đưa ra tỷ lệ chiến thắng của Messi lên tới 83,3%. Trang Foot.var cũng cho rằng Messi sở hữu 75% khả năng giành quả bóng vàng năm nay. Điều trớ trêu là chính Messi cũng thừa nhận anh đã không còn hứng thú với việc giành quả bóng vàng. Với anh, tâm nguyện là thành tích cùng đội tuyển quốc gia và anh đã đạt được. Tôi đã nói nhiều lần rằng quả bóng vàng không quan trọng với tôi. Điều quan trọng với tôi là những danh hiệu tập thể. Tôi may mắn giành được mọi thứ trong sự nghiệp của mình. Và sau khi có World Cup, tôi càng không quan tâm đến quả bóng vàng. Nếu tôi có quả bóng vàng, đó là điều tốt. Nhưng nếu không, cũng chẳng phải vấn đề. Nhưng Messi ạ, tất cả là lỗi tại anh. Ai bảo anh giỏi quá cơ. Bây giờ thì anh phải đá kém đi một chút. Nếu không, tạp chí France Football còn có thể trao quả bóng vàng thứ 9 khi mà anh đã chơi bóng bên Mỹ. Mới đây, tờ Sport BF đã chỉ ra 5 lý do đưa Messi trở thành ứng cử viên số 1 cho danh hiệu quả bóng vàng năm nay. Messi vô địch World Cup. Chiếc vô địch World Cup được xem là chiếc cúp danh giá nhất làng bóng đá. Cuối năm ngoái, Messi cuối cùng cũng chinh phục thành công đỉnh cao này sau một chiến dịch đáng nhớ cùng tuyển Argentina. Gôn cho rằng những gì Messi thể hiện tại World Cup 2022 nhiều khả năng là đủ để chiến thắng quả bóng vàng. Haaland thậm chí không có mặt ở giải đấu, Zanawi thất bại ở vòng loại. Messi tỏa sáng rực rỡ ở World Cup. Không chỉ vô địch World Cup, điều giúp Messi được đánh giá cao chính là màn trình diễn của anh tại giải đấu này. Siêu sao người Argentina ghi được 8 bàn thắng, được bầu là cầu thủ hay nhất 5 trên 7 trận, đồng thời ám luôn danh hiệu hay nhất. Sau giải, Messi phá tổng cộng 10 kỷ lục của World Cup, như cầu thủ chơi nhiều trận nhất, có đóng góp trực tiếp vào nhiều bàn thắng nhất, là cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại mọi vòng đấu. Messi chơi không tồi trong màu áo câu lạc bộ. PSG có mùa giải không như ý khi bị loại sớm tại Champions League. Tuy nhiên, màn trình diễn của Messi trong màu áo của đội bóng nước Pháp vẫn được đánh giá cao. Tổng cộng Messi bỏ túi 21 bàn, 20 kiến tạo cho PSG mùa trước. Messi góp công lớn giúp PSG bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1. Thông số trong màu áo câu lạc bộ của Messi mùa trước cũng không thể bằng Haaland, nhưng vẫn rất xuất sắc với một cầu thủ đã 36 tuổi. Haaland thi đấu mờ nhạt ở các trận chung kết. Tính đến lúc này, Haaland đã có 5 trận chung kết tịt ngòi liên tiếp. 4 trong số này đến vào năm 2023. Khi Man City so tài cùng Inter để phân định ngôi vương ở Champions League, Haaland đã chơi mờ nhạt. Rodri ghi bàn duy nhất giúp Man City hoàn tất quân 3. Rodri sau đó cũng được bầu là cầu thủ hay nhất giải. Sự gắn kết trong đội hình Man City, trải qua 7 năm ở sân Etihad,
huấn luyện viên Pep Guardiola đã xây dựng nên một tập thể Man City đoàn kết, đồng đều và không phụ thuộc quá nhiều vào bất kỳ cá nhân nào. Haaland có đóng góp quan trọng mùa trước với 52 bàn cho Man City. Tuy nhiên, các đồng đội khác cũng nắm vai trò cực kỳ quan trọng trong thành công của câu lạc bộ, đặc biệt là Kevin De Bruyne. Nếu Haaland mờ nhạt, một cái tên khác tại Man City có thể sắm vai người hùng. Phía đối diện, sau trận ra quân thất bại ở World Cup, Messi tỏa sáng trong tất cả các trận đấu còn lại để đưa đội nhà lên ngôi vô địch. Cậu ấy một tay đưa Argentina đến với chiếc cúp vàng. Sport Brief nhận định, liên quan đến Messi, theo những thông tin mới nhất được cập nhật thì khả năng cao là anh sẽ không ra sân ở MLS trong trận đấu với New York Red Bulls. Trong thời gian qua, cầu thủ này đã cháy hết mình khi ra sân 8 trận đấu trong vòng 33 ngày với 750 phút có mặt trên sân. Chính vì lẽ đó, huấn luyện viên Tata Martino có thể cho Messi nghỉ ngơi trong trận đấu với New York Red Bull. Trước đó, thiên tài sinh năm 1987 mới thi đấu ở League Cup và Cúp Quốc gia Mỹ. Messi góp công lớn giúp Inter Miami vô địch League Cup và lọt vào chung kết Cúp Quốc gia Mỹ. Ở đấu trường MLS, tình hình của Inter Miami không mấy khả quan. Họ đang xếp ở cuối cùng bảng xếp hạng miền Đông với 18 điểm sau 22 trận. Họ đang kém nhóm dự playoff tới 14 điểm nhưng thi đấu ít hơn 2 trận. Đây là thông tin buồn với người hâm mộ Mỹ. Sức hút của Messi đã lên đến đỉnh điểm khi giá vé ở trận đấu này đã vượt mốc 20.000 USD. Huấn luyện viên Tata Martino cho biết, Messi và nhiều cầu thủ khác của Inter Miami đã đạt tới giới hạn thể lực. Chính vì thế, tôi cần đánh giá kỹ tình trạng của từng cầu thủ để tránh rủi ro. Sau đó, tôi mới quyết định sử dụng ai trong thời gian tới. Trong vòng một tháng qua, Inter Miami đã thi đấu dày đặc nên các cầu thủ cũng cần nghỉ ngơi.